Tháng 4 năm 2020, Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Nẵng đã phê duyệt đề án phát triển làng nghề đá trẻ Hòa Sơn với mục đích phát triển nghề đá trẻ trên cơ sở khai thác hiệu quả, bền vững nguồn tài nguyên thiên nhiên. Dự án sẽ quy hoạch sắp xếp đưa các hộ sản xuất và hộ bị ảnh hưởng giải phóng mặt bằng dự án đường DH2 vào hoạt động sản xuất đá trẻ tập trung tại khu vực quy hoạch, góp phần giải quyết việc làm, khắc phục tình trạng ô nhiễm môi trường. Tiến đến xa hơn là thành lập cụm công nghiệp làng nghề đá trẻ Hòa Sơn hiện là nghề đá trẻ Hòa Sơn là làng nghề thủ công truyền thống duy nhất của huyện Hòa Vang. Trong vòng 5 năm trở lại đây, làng nghề đá trẻ Hòa Sơn đã phát triển lên đến gần 150 hộ với gần 500 lao động.